Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hành Trang Du Học. Và như thường lệ, mở đầu chương trình ngày hôm nay, Trúc Giang kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Thông tin Du Học. Chứng nhận EduTrade là một chứng nhận đảm bảo chất lượng tự nguyện nhằm xác nhận tình trạng tài chính và chất lượng cao trong việc quản lý và cung cấp các dịch vụ giáo dục của một đơn vị giáo dục tư thục BEI, dựa trên một hệ thống các tiêu chuẩn toàn diện và nghiêm ngặt. Bất cứ trường tư thục BEI nào muốn có chứng nhận EduTrade phải đáp ứng hàng loạt các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng trong quá trình giáo dục và đào tạo, đảm bảo được các dịch vụ bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ sinh viên. Chứng nhận EduTrade được quy định bởi Cục xuất nhập cảnh Singapore như một điều kiện tiên quyết để các trường tư thục được phép tuyển sinh sinh viên quốc tế. Khi xem xét chọn lựa theo học một trường tư thục tại Singapore, các sinh viên quốc tế phải tìm hiểu kỹ về việc cơ sở có chứng nhận EduTrade hay không. Quý vị và các bạn thân mến, việc đi du học ngày nay đã ngày càng trở nên phổ biến và thế hệ các bạn học sinh sinh viên hiện nay thì cũng ngày càng năng động và dễ dàng thích nghi với cuộc sống hơn. Đó là những điều kiện thuận lợi cho việc đi du học. Và trong chương trình Hành Trang Du Học kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc đi du học tại đất nước Singapore, cũng như cùng tìm hiểu về trường OSIC tại Singapore. Và khách mời của chương trình ngày hôm nay là chị Nguyễn Thị Hồng Ly, là đại diện đến từ công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Trúc Giang xin chào chị. Chị Hồng Ly thân mến, theo như Trúc Giang được biết thì công ty tư vấn du học Tân Đại Dương là đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam. Như vậy thì chị có thể chia sẻ đôi nét về ngôi trường OSIC ạ? Đúng rồi đó Trúc Giang, thì Tân Đại Dương hiện là đại diện tuyển sinh chính thức của trường OSIC tại Việt Nam. Thì Tân Đại Dương xin giới thiệu chi tiết hơn thông tin về trường OSIC để quý phụ huynh cũng như các bạn học sinh có thêm một cái sự lựa chọn cho cái hướng đi riêng của mình. Thì OSIC thành lập vào năm 1957 tại Singapore và hiện tại đang cung cấp cái chứng nhận bằng cấp từ City and Guide và Edexcel BTEC từ Vương quốc Anh. Thì khuôn viên trường tọa lạc tại khu vực yên tĩnh của đảo quốc Sư Tử với cái phương tiện giao thông đi lại, ăn uống và nơi đậu xe khá là tiện lợi. Thì năm 2010 thì OSIC đã cải cách đổi mới để cung cấp môi trường học tập tốt hơn cho sinh viên. Cơ sở vật chất của trường bao gồm là phòng hội thảo, phòng lý thuyết, phòng thí nghiệm khoa học, nhà bếp nóng, nhà bếp phục vụ cho các cái món bánh, phòng thực hành khách sạn, nhà hàng thực hành thực tế, phòng lab vi tính hiện đại và thư viện. Thì OSIC quan tâm đến nhu cầu của sinh viên và tin rằng chất lượng giáo dục sẽ đem đến đào tạo ra những cái nhà lãnh đạo trong tương lai. Thì trường luôn đảm bảo tốt có thể nhất là cái quyền lợi của học viên và luôn minh bạch trong cái chính sách cũng như là thủ tục. Và vấn đề tài chính là vấn đề mà các bậc phụ huynh cũng như là các bạn du học sinh quan tâm khi chuẩn bị cho việc đi du học. Chị có thể chia sẻ về học phí tại trường OSIC ạ? Mức học phí tại trường đó là 6.000 đô la Singapore và 250 đô la phí sách vở. Và tiếp theo, nếu mà các bạn thích về ngành ẩm thực thì các bạn có thể chọn là về ngành cao đẳng nấu ăn và nghệ thuật ẩm thực. Thì các bạn sẽ có là 6 tháng lý thuyết và 6 tháng thực tập hưởng lương. Và cái mức học phí trường đưa ra cho sinh viên khi mà chọn cái chuyên ngành này đó là 6.500 đô la Singapore và cái phí sách vở thì sẽ là 500 đô la. Đó là dành cho các bạn chương trình lớp 10. Còn nếu mà các bạn chương trình lớp 12 tại Việt Nam thì các bạn có thể vào thẳng cái chương trình cao đẳng của trường OSIC. Thì cái chương trình cao đẳng nâng cao về ngành quản lý du lịch khách sạn thì thời gian học là 12 tháng lý thuyết và 6 tháng thực tập hưởng lương. Thì cái mức học phí của cái chương trình này là 8.000 đô la Singapore và cái phí sách vở sẽ cao hơn, đó là 700 đô la Singapore cho phí sách vở. Và nếu các bạn thích cái chuyên ngành một là cao đẳng du lịch hay là cái ngành khách sạn thì các bạn sẽ có 8 tháng lý thuyết và 6 tháng thực tập hưởng lương tại Singapore. Thì cái mức học phí này sẽ thấp hơn, chỉ có 6.200 đô la Singapore mà thôi. Và cái phí sách vở sẽ là 500 đô la Singapore. Và thêm đặc biệt ở cái chương trình này thì các bạn phải mất thêm 200 đô la Singapore cho cái thẻ sinh viên. Về cái cao đẳng nâng cao của ngành quản lý khách sạn thì các bạn sẽ có 9 tháng lý thuyết, 6 tháng thực tập hưởng lương. Và cái mức học phí là 6.800 đô la Singapore, 500 đô la phí sách vở và 200 đô la là thẻ sinh viên đó Trúc Giang. Và như vậy thì bên cạnh học phí các bạn sẽ mất khoảng bao nhiêu cho việc tiêu dùng cá nhân, sinh hoạt cũng như là nhà ở? Với kinh nghiệm của mình thì công ty tư vấn du học Tân Đại Dương có thể giúp các bạn trong vấn đề này ạ?
cái chi phí ăn ở sinh hoạt của các bạn thì cũng tùy thuộc vào mỗi học sinh. Những học sinh nào tiết kiệm thì cái mức chỉ là 600 đến 800 đô la Singapore, còn nếu mà các bạn thích mua sắm thì có thể là hơn. Theo kinh nghiệm của Tân Đại Dương thì Tân Đại Dương xin chia sẻ về cái mức trung bình để các bạn có thể chuẩn bị cái con đường hành trang của mình, như là về chi phí du học Singapore khi tính toán bắt đầu lên kế hoạch thì bạn cần tính đến các khoản chi như là tiền thuê nhà, tiền ăn, đồ đạc, tiền tàu xe, quần áo, điện thoại, sách vở và đồ dùng cá nhân. Thì mỗi sinh viên nước ngoài ở Singapore tiêu trung bình khoảng là 800 tới 1.000 đô la Singapore một tháng, tùy vào mức chi tiêu của từng học sinh. Vì chi phí này có thể khác nhau thì phụ thuộc vào cách sinh hoạt cũng như là chi phí của từng khóa học và của từng người. Đối với những bạn mà chuẩn bị tốt nghiệp trung học phổ thông và bước vào kỳ thi đại học thì không biết là trường OSAC có những chương trình gì đặc biệt dành cho những đối tượng này hay không ạ? OSAC cũng thấu hiểu rằng thì năm 2013 cũng đến cái kỳ là các bạn là chuẩn bị thi lớp 12 cũng như là cái kỳ thi đại học sắp tới, thì OSAC đã đưa ra một cái chương trình rất là hấp dẫn, đó là tặng học bổng trực tiếp 1.500 đô la Singapore với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Và cái kỳ hạn này cũng đưa ra một cái giới hạn nhất định, đó là các bạn phải nhập học vào 8 tháng 7 năm 2013 thì và hết hạn nhận hồ sơ tại ngày 7 tháng 6 năm 2013. Thì các bạn có thể liên hệ với chuyên viên tư vấn qua hotline là 38484879 để được các chuyên viên của Tân Đại Dương hướng dẫn thêm về cái chương trình này. Và cái điều kiện để nhận được cái chương trình học bổng thì cũng không quá khó đối với sinh viên Việt Nam. Thì các bạn chỉ cần hoàn tất lớp 12 tại Việt Nam, đạt IELTS 5.5 hoặc là TOEIC 605 hoặc vượt qua bài test tiếng Anh sát đầu vào của trường OSAC. Thì tất cả học sinh hội đủ điều kiện trên sẽ nhận được ưu đãi là vào thẳng chương trình năm 2 của OSAC, tặng trực tiếp học bổng 1.500 đô la Singapore và học phí chuyên ngành năm 2, miễn luôn cho các bạn 7% thuế của chính phủ. Thì sau khi hoàn tất chương trình thì sinh viên sẽ tiếp tục học tại Singapore, sinh viên của trường OSAC sau khi tốt nghiệp chương trình Higher National Diploma thì có thể học trực tiếp cái chương trình năm cuối cử nhân quản lý khách sạn bằng cấp bởi the University of Ballarat, Australia hay là University of Leicestershire. Sau đây là các cái danh sách mà trường đại học tại Anh Quốc chấp nhận sinh viên có thể chuyển tiếp từ OSAC. Đó là trường University of Sunderland, Nottingham Trent University hay là University of Plymouth, University of the West of England và còn rất là nhiều trường khác. Thì các bạn có thể tham khảo trên website của Tân Đại Dương để biết được thông tin của tất cả các danh sách mà các bạn khi học tại trường OSAC có thể chuyển tiếp qua Anh Quốc. Đối với các bạn du học sinh lần đầu tiên đặt chân đến nước ngoài thì chắc chắn là sẽ không khỏi có những cái bỡ ngỡ. Không biết là chị Hồng Ly có những lời khuyên cũng như chia sẻ gì cho các bạn hay không ạ? Thì về sách vở thì các bạn chuẩn bị là tập trắng, viết bi. Về từ điển thì các bạn chọn kim từ điển hoặc là từ điển bỏ túi, loại mà nhiều từ nhất có thể. Về đồ dùng cá nhân thì các bạn là chuẩn bị kem đánh răng, dầu gội, bằng chải đánh răng, có thể mua ở Singapore nhưng mà những ngày mới chưa đi siêu thị được thì nên chuẩn bị thêm một ít. Về quần áo thì tự do, sinh viên nên mua những cái trang phục gọn nhẹ. Giày dép thì ít nhất là một đôi giày bata, giày thể thao vì sinh viên đi bộ nhiều. Và thêm chuẩn bị thêm giày tây là dành cho những buổi tiệc lịch sự, dép thì mang trong nhà. Về thuốc thì các bạn cần chuẩn bị như là thuốc cảm, thuốc ho, dầu gió. Về cái thực phẩm thì tất cả đều có thể mua tại Singapore. Thời gian đầu có khi chưa quen với thức ăn nhanh nên sinh viên nên mang theo một ít mì gói, chọn loại mì ly thì tiện hơn. Và đặc biệt là không mang theo thực phẩm là bốc mùi. Sinh viên tuyệt đối là không được mang theo thuốc lá, tại Singapore là cấm hút thuốc lá. Nếu mà hút thuốc lá đúng nơi quy định thì được, còn nếu không đúng quy định sẽ bị phạt tiền. Còn nếu sinh viên mang theo thuốc lá tại Việt Nam sang thì phải đóng thuế rất cao, và ngược lại thì từ Singapore mang về thì các bạn sẽ không có đóng thuế. Và về tiền vàng thì không nên mang nhiều tiền Việt vì khó trao đổi tại Singapore, các bạn nên đổi đô la Singapore mang theo. Theo quy định của hải quan thì sinh viên sẽ mang trực tiếp qua Singapore tối đa là 5.000 đô la Singapore, thì không được mang quá nhiều vàng hoặc là trang sức có giá trị thì quy định là dưới 300 gram, nếu không thì sẽ phải xin phép. Về điện thoại thì các em có thể mang điện thoại tại Việt Nam sang Singapore mua SIM điện thoại để mà liên hệ.
thì các cái máy điện thoại di động, máy quay phim, máy chụp hình, loại chuyên dùng cần khai rõ ký hiệu, số máy vào tờ khai xuất nhập cảnh, mục hàng hóa tạm xuất, tái xuất, thẻ rút tiền quốc tế thì đây là một cái vấn đề mà các bạn thường lo lắng nhiều nhất. Thì Tân Đại Dương khuyên các bạn là nên làm thẻ Visa hoặc là Mastercard. Thì các bạn làm thẻ ở Việt Nam rất là nhiều ngân hàng như là HSBC, Vietcombank, ACB, thẻ Mastercard hay là Visa Debit. Thì đó là sự chọn lựa của gia đình thôi. Thì để tiện cho cái thời gian đầu thì sau này sẽ mở thêm một tài khoản tại Singapore nữa. Thì các bạn nên mang theo một cái máy tính xách tay thì có các cái phần mềm thông dụng để thuận lợi cho cái việc học sinh có thể là học hàng ngày. Khi bay, sinh viên phải có địa chỉ, nơi ở và trường học để tiện đi taxi nếu không có người đón. Và còn một thắc mắc nữa mà các bậc phụ huynh cũng như là các bạn du học sinh quan tâm, đó là không biết việc xin visa của trường OSIC có đơn giản hay không, cũng như là thời gian nộp đơn để có được visa sẽ mất khoảng bao nhiêu lâu ạ? Các bạn cần chuẩn bị những cái thủ tục như sau. Thì khi mà bắt đầu nộp hồ sơ Singapore thì không quá khó như những nước châu Âu, cũng không cần xin visa. Thì các bạn chỉ cần nộp những giấy tờ như là 88-46, hộ chiếu thì cần công chứng, giấy khai sinh, hộ khẩu, chứng minh nhân dân, học bạ cấp 3 hoặc là bằng tốt nghiệp cấp 3 hoặc giấy tốt nghiệp tạm thời. Nếu mà các bạn học hết lớp 10 thì các bạn có học bạ lớp 10. Còn nếu mà các bạn tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học thì các bạn cần có bảng điểm về của chương trình cao đẳng hoặc là đại học tại Việt Nam. Và nếu các bạn đã đi làm rồi thì các bạn nộp thêm cái giấy xác nhận việc làm. Khi các bạn nộp hồ sơ du học tại Tân Đại Dương thì cái thời gian để mà có visa là từ 4 cho tới 6 tuần thì các bạn đã có kết quả. Thì ngoài ra thì Tân Đại Dương cũng sẽ có nhiều cái chương trình ưu đãi dành cho các bạn học sinh sinh viên, đó là miễn phí dịch vụ, dịch thuật, hoàn tất hồ sơ xin visa. Trúc Giang chân thành cảm ơn chị Hồng Ly vì những thông tin mà chị vừa chia sẻ cùng với chuyên mục tư vấn du học của chương trình Hành Trang Du Học kỳ này. Quý vị và các bạn thân mến, và tiếp ngay sau đây, Trúc Giang kính mời quý khán giả cùng theo dõi chuyên mục Cẩm nang du học. Chuyên mục Cẩm nang du học kỳ này xin chia sẻ một vài lưu ý để các bạn vững vàng hơn trước khi mở cánh cửa bước vào một chân trời mới ở một đất nước xa lạ. Kiểm tra trường trước khi nhập học. Phần lớn những trường mà bạn chuẩn bị nhập học không đúng 100% so với những gì bạn đọc được hoặc tìm hiểu trên sách báo hay trên Internet. Chính vì vậy, điều bạn cần làm là tìm hiểu thông tin một cách chi tiết hơn về chi phí học tập, ăn ở, môi trường sống cũng như những khó khăn gặp phải khi sinh sống tại đất nước này. Bạn nên học hỏi kinh nghiệm từ những bạn du học sinh khác hoặc từ những chuyên gia tư vấn du học mà bạn quen biết. Tìm một công việc làm thêm. Chi phí sinh hoạt tại nước ngoài thường cao hơn ở Việt Nam khá nhiều, vì vậy vấn đề tài chính luôn là điều khiến du học sinh đau đầu nhất mỗi khi chuẩn bị đi du học. Để giải quyết vấn đề này cũng như giảm gánh nặng cho bố mẹ ở nhà, bạn nên tìm một công việc làm thêm phù hợp với khả năng của mình. Làm thêm không chỉ giúp bạn về khoản tài chính mà còn giúp bạn nâng cao khả năng ngoại ngữ cũng như một số kinh nghiệm sống khác. Chương trình Hành Trang Du Học kỳ này xin được phép khép lại tại đây. Hy vọng rằng ít phút vừa rồi của chương trình Hành Trang Du Học đã giúp cho quý khán giả có thêm được những thông tin thật sự cần thiết để chuẩn bị một hành trang du học thật tốt. Đến đây thì chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau. SNTV, kênh truyền hình giải trí thế hệ mới.